Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng chuyển đổi số không ngừng, giờ đây chỉ cần có chiếc điện thoại thông minh được cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện dịch vụ công mọi lúc mọi nơi mà không cần mang theo nhiều giấy tờ phức tạp như trước đây. Vậy việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID được thực hiện như thế nào, đem lại lợi ích gì cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến? Tất cả sẽ có trong tiểu mục câu chuyện chuyển đổi số. Nếu quý vị vẫn còn đang chưa biết thủ đoạn lừa đảo giả danh giáo viên, nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu là gì, dấu hiệu nhận diện và cách phòng tránh như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu mục cẩm nang chuyển đổi số. Trước tiên sẽ là thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm mô hình thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tại 25 trường trung học phổ thông công lập trong toàn tỉnh và tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Greenfield, Văn Giang. Đây là mô hình 21 trong 43 mô hình điểm của đề án 06. Mô hình xây dựng quy trình tổ chức kỳ thi trực tuyến tập trung qua nền tảng khảo thí.online và công nghệ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Thí sinh chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử khi đến phòng thi. Thí sinh quét thẻ căn cước công dân trên thiết bị công nghệ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Chỉ mất tối đa 12 giây, thông tin của thí sinh sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính của cán bộ coi thi, giúp thẩm tra và xác minh thông tin thí sinh nhanh chóng, chính xác, góp phần kiểm soát gian lận trong thi cử. Thời gian qua, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh triển khai 43 mô hình điểm của đề án 06. Đến nay, các đơn vị triển khai thường xuyên và có kết quả 13 mô hình, đang triển khai 19 mô hình và chưa triển khai 11 mô hình. Các mô hình đã triển khai và có kết quả gồm triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân và VNeID, triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn 2-3 sao, khách sạn 4 sao, khách sạn 5 sao, nhà khách, nhà công vụ, mô hình triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại cơ sở khám chữa bệnh, mô hình triển khai giải pháp xử phạt giao thông và trật tự an toàn xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 192 trên 193 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, 162.000 lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân. Công an tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý lưu trú tại 79 cơ sở, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tỉnh và 10 cơ sở y tế với trên 2.600 công dân sử dụng. Về thanh toán không dùng tiền mặt, 100% các cơ sở giáo dục thực hiện thu học phí, các khoản lệ phí không dùng tiền mặt, thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đã tổ chức thu thập thông tin về tài khoản ban đầu của đối tượng bảo trợ xã hội. Có 670 người hưởng trợ cấp xã hội có nhu cầu chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt. Tính đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tiếp nhận trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên là 88%, trong đó tỷ lệ của các sở ngành là 79%, tỷ lệ của cấp huyện xã là 90%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 72,64% và thanh toán trực tuyến đạt 32,57%. Về kết quả triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu của đề án 06, từ đầu năm đến nay, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 285.000 hồ sơ đối với hai dịch vụ công, liên thông. Tính đến nay, đã có gần 3.000 hồ sơ đăng ký liên thông khai sinh và 342 hồ sơ đăng ký liên thông khai tử, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và tăng tính minh bạch trong thực hiện dịch vụ công. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có tỷ trọng kinh tế số chiếm 9,29% GDP, đứng thứ 23 cả nước. Trên địa bàn tỉnh, khoảng 420 doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là điện tử viễn thông, trên 3.000 doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến chuyển đổi số, hơn 16.700 tổ chức cá nhân tham gia các sàn thương mại điện tử lớn và uy tín với hơn 200.000 sản phẩm và 13 triệu giao dịch. Hiện nay, tỷ lệ dân số của tỉnh có tài khoản thanh toán ngân hàng khoảng 86%. Các dịch vụ thiết yếu như điện nước, viễn thông, y tế, giáo dục đều đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Thưa quý vị và các bạn, tài khoản định danh điện tử VNeID được coi là bước tiến lớn trong tiến trình chuyển đổi số, hình thành những công dân số. Giờ đây, người dân có thể dễ dàng thực hiện dịch vụ công thông qua ứng dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mà không cần phải tạo lập tài khoản dịch vụ công trực tuyến hay thực hiện các thao tác điền thông tin phức tạp như trước đây. Ông Hà Hùng Phi ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Trước kia, khi làm thủ tục hành chính, đều phải ra bộ phận một cửa của phường hoặc các cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện. Đặc biệt, ông Phi kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ nên các thủ tục về thông báo lưu trú, tạm trú phải làm thường xuyên mỗi ngày, khiến ông mất rất nhiều thời gian. Từ ngày 1 tháng 11, sau khi được công an phường Hiến Nam đến hướng dẫn, ông đã sử dụng thành thạo ứng dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để làm các dịch vụ công tại nhà. Giờ đây, ông Phi có thể thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi.
vì đã được tích hợp sẵn thông tin cá nhân nên ông không cần phải khai báo, điền thông tin nhiều như trước đây, bớt phức tạp và giúp tiết kiệm thời gian. Bản thân từ khi có cái ứng dụng này thì gia đình có cái việc gì thì chúng tôi cũng đều làm cái thủ tục hành chính. Ngày hôm qua gia đình nhà tôi có đám cưới đấy, cháu tôi nó cũng đăng ký kết hôn luôn, rất là tốt. Không thành thạo được như ông Phi, bà Lê Thị Thanh ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên phải ra trụ sở công an phường để làm thủ tục đăng ký tạm trú cho người thân ở xa về chơi. Đến đây, bà được lực lượng công an tận tình hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID để làm các thủ tục hành chính mà không phải mang theo các giấy tờ. Tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 của bà đã có sẵn trên điện thoại, thông tin đầy đủ nên việc thao tác rất dễ dàng. Các đồng chí công an phường hướng dẫn cho là làm thủ tục ở nhà để mình làm được, không phải lên phường nữa, rất là gọn và tiện lợi. Lực lượng công an đã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể bên ủy ban phường, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các tổ liên gia tự quản và các tổ chức quần chúng ngay tại cơ sở phổ biến rộng rãi đến toàn thể người dân và đảm bảo là 100% người dân đều biết đến và đều cài đặt được ứng dụng VNEID qua điện thoại. Hiện nay, hệ thống định danh điện tử VNEID đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện. Cán bộ tại bộ phận một cửa dễ dàng tra cứu, khai thác thông tin của người dân. Đặc biệt, Hưng Yên là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, chính thức đưa vào ứng dụng hệ thống định danh xác thực điện tử, đồng thời sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh nhằm phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Hưng Yên là một trong những tỉnh đi đầu kết nối VNEID để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến của hệ thống một cửa tỉnh. Chúng tôi sẽ tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh có những cái văn bản chỉ đạo các sở ban ngành và ủy ban dân cấp huyện để tuyên truyền cho người dân hiểu và sử dụng ứng dụng VNEID thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến, không phải đăng nhập tài khoản trên dịch vụ công trực tuyến nữa. Chúng tôi cũng sẽ tham mưu chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh phối hợp với các lực lượng sở ngành, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng VNEID trong dịch vụ công trực tuyến để đạt cái hiệu quả cao trong toàn tỉnh. Giờ đây, chỉ với chiếc điện thoại được cài đặt ứng dụng VNEID, người dân có thể dễ dàng thực hiện dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải mang theo nhiều giấy tờ phức tạp. Việc tích hợp ứng dụng định danh điện tử VNEID không chỉ tạo ra nhiều lợi ích cho cá nhân, cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ công, thúc đẩy phát triển chính quyền số, quốc gia số. Dấu hiệu nhận biết, các đối tượng lừa đảo tự xưng là giáo viên, nhân viên y tế, gọi điện cho phụ huynh, học sinh, thông báo rằng con em, người thân họ đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Những thầy cô giáo tự xưng này thay phiên nhau gọi điện thúc giục cha mẹ chuyển tiền cứu con, nếu không hoặc chậm nộp tiền thì con của họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp này, các đối tượng sử dụng chiêu thức đánh vào tâm lý, tình cảm của nạn nhân, hình thành trạng thái bất an, lo sợ và hoảng loạn khi phụ huynh phải nghe tin người thân mình đang cấp cứu. Để hoàn toàn thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, các đối tượng thường trình bày không rõ ràng, sử dụng những ngôn từ tiêu cực nhằm kích động cảm xúc như nguy kịch, bị thương nặng, có thể không qua khỏi. Đáng nói, một số đối tượng còn thuộc lòng thông tin về trường lớp của con, tên giáo viên chủ nhiệm, thầy cô, hiệu trưởng khiến phụ huynh nhất thời tin tưởng. Một số dấu hiệu đáng ngờ về đối tượng lừa đảo mà các phụ huynh cần lưu ý như cách xưng hô khác thường, không thể cung cấp thông tin cá nhân của mình một cách rõ ràng, thời gian gọi điện vào giờ nghỉ trưa, giữa đêm hay giờ tan tầm. Biện pháp phòng tránh, việc tốt nhất bây giờ là hạn chế chia sẻ thông tin hình ảnh cá nhân, con cái, danh tính của mình lên mạng xã hội. Cùng với đó, những dịch vụ mà mình đã đăng ký mà không còn nhu cầu nữa nên được hủy bỏ để hạn chế bớt việc các đơn vị giữ thông tin của mình. Ngoài ra, khi nhận các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn có dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh xác minh thông tin, xem xét một cách tỉnh táo, cẩn thận, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung mà đối tượng đưa ra. Tuyệt đối không truy cập các đường link liên kết trong tin nhắn lạ hoặc không rõ nguồn gốc, không đăng nhập tài khoản cá nhân vào những địa chỉ này. Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư, căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch. Các tổ chức cá nhân có thể truy cập vào cổng thông tin không gian mạng.vn để tra cứu hoặc phản ánh tới cơ quan chức năng về những trường hợp nghi ngờ lừa đảo trực tuyến.
Nội dung lừa đảo giả danh giáo viên, nhân viên y tế, báo người thân đang cấp cứu đã khép lại chuyên mục Hương Yên chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của Viettel Hương Yên. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.